Từ thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Quỳnh đã có mặt ở Nha Trang từ 2 ngày qua. Và cũng 2 ngày qua, Quỳnh không lỡ hẹn chạy bên biển đón ánh mặt trời. Thì rất là thích du lịch nên là khi mà được đến Nha Trang và chạy dọc theo con đường biển Nha Trang thì cảm thấy rất là nhiều cảm hứng. Thì vừa chạy lại vừa được ngắm biển đó. Những bước chạy đã là một phần trong nhịp sống mỗi ngày của những con người này. Mỗi người một việc, một độ tuổi nhưng gặp nhau ở điểm chung là yêu thích thể thao và cùng chọn cách chạy bộ để khởi động cho một ngày mới. Nhưng lần chạy này không giống như mọi ngày. Phía trước họ là quãng đường mà lâu nay có tiếng là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất nước. Và phía trước họ là một ngày mới ở phố biển với nhiều điều khác biệt. Hiện tại là những cái câu lạc bộ ngoài biển là đều tập ở biển hết. Tại cung biển là cái cung mà rất nhiều người muốn để chạy á. Cái cảnh đẹp mà mình không thấy mệt, với cả nó gió biển nó tạt vào thì mát. Một con đường ven biển dài hàng chục km vừa như bao bọc cho phố biển Nha Trang, vừa như một ban công rộng lớn cho ngôi nhà chung là thành phố biển. Các chuyên gia du lịch luôn khẳng định đây chính là con đường vàng bởi những sức hút riêng có. Điều thú vị hơn, mỗi người lại tìm thấy cho mình những điều hấp dẫn riêng từ con đường ven biển. Như với người đam mê môn thể thao chạy bộ thì đây luôn là đường chạy lý tưởng. Những bước chạy như để sớm chạm được ánh nắng đầu tiên trong ngày. Chạy trong gió biển mặn mòi và chạy để hòa mình với không gian trong lành. Từ những cái làn gió biển, từ những cái không gian của hơi biển nó lên thì tạo cho mình em cái sảng khoái và một cái năng lượng rất là tích cực để em hoàn thành những cái chặng đường chạy của em vào mỗi buổi sáng, nó tạo cho em một cái năng lượng mới. Cuối cùng, nhiều người đã vượt qua thử thách là một chặng đường 42 km. Trong những điều giúp họ vượt qua thử thách ấy, có cả sự tiếp sức từ món quà tuyệt vời của thiên nhiên, đó chính là biển tinh khôi trong ngày mới. Ở phố biển này, cung đường ven biển cứ thế đều đặn mỗi ngày đều trao cho những ai đến đây nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu ngày mới.